Xin chào tất cả các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp xếp nhân viên đặt. Thì mình sẽ sử dụng nhân viên đặt này để sắp xếp cho các bạn xem.
hiện tại mới phần tăng sự nghiệp hiện tại này cho các bạn xem.
mình cũng đang tiếp tục hoàn thiện những viên đá này cùng với các bạn xem. Wow, nghe đồng tê bác hẳn nặng luôn. Bây giờ thằng nghe có đi sở đi hai được mấy em này? Dạ. Nghe có em đi sở đi hai được mấy? Cho em đỡ nặng ấy. Chọn là tự chiêu là con này 70% đó. Mất bao nhiêu quả sáng? Để nó lúc để nó chiêu á. Mất tự chiêu là con này 70% đúng không?
sợ. Nghe của anh từ lao chủ nhà em rồi có lao khỏi tập anh lao lắm. Mày đi bắn đấy. Không, anh làm đây phải làm, anh làm ra đi thôi. Rí được rồi. Đẹp hơn luôn được đâu. Ai đẹp đâu. Cái ní vậy là mấy cắt ngang đi bác. Kem ra mình nấu đấy. Không, thì cắt cái đường mà có kem mà khỏi. Kem mới dễ thế, anh làm sống rồi. Vì làm đi được. Đẹp rồi. Một. Mấy đẹp đó, thỏng xỉ chết hơn. Tất cả chỉ là nhé. Được rồi.
chưa nghe đi đưa được, chị nghe quá chị mới thôi. Hả? Mổ ngay ngay 13 thôi, đó là phải tắm 3 buổi. Duy nó khỏa rồi. Có sống vậy lắm mà anh nhật mức chạy theo Duy nổi thôi chứ không chạy nổi mà. Bởi nít tại sợ bớt anh không á. Duy tại sợ bớt anh mới lóc phục lực. Dâu thôi chứ khảo nổi. Ta mới còn đang tiếp tục xem nhiều phiên bản này được bằng sáng kiểu.
xếp những phiên bản này cho các bạn xem tiếp. Mình đang tiếp tục xếp kiểu phiên bản để các bạn xem.
tục sẽ nổi tiếng đoạn này để các bạn xem tiếp. Có lắm đá này nhá. Có bên mường quá lắm rồi.
Hả? Nó nói biết. Quên. Quá tệ dơ. Thank you.
sắp sống những đã nè tâm hoa xin chào các bạn và chúc mọi người thành công.